Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng bàn phím máy tính dành cho người mới. Nếu như các bạn chúng ta là người mới sử dụng máy tính mà các bạn chúng ta không biết sử dụng bàn phím như thế nào, thì trong video này tôi sẽ giới thiệu cho bạn chức năng của các nút trên bàn phím. Rồi, ví dụ như đây là bàn phím máy tính này. Thì ở đây này, nó sẽ chia ra làm các khu vực. Khu vực đầu tiên nó sẽ là bàn phím chức năng từ F1 cho tới F12 này. Ngoài ra nó còn có các phím chức năng như là Control này, Shift, Cap Lock và Tab. Rồi, nếu như bàn phím máy bàn á, thì ở đây, tức là ở bên phải, nó còn có bàn phím phụ nữa. Đó, ở đây nó không có bàn phím phụ nha. Rồi, dãy tiếp theo là dãy bàn phím số này. Đó, dãy cuối cùng là bàn phím chức năng này. Đây là 4 nút mũi tên. Rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn là nhập chữ nào thì các bạn chúng ta sẽ nhập trực tiếp trên bàn phím nha. Ví dụ như đây tôi muốn là nhập ABC. Đó, thì tôi sẽ nhập là A này, B và C. Đó, bây giờ tôi sẽ mở Word lên này. Ở đây các bạn chúng ta sẽ tìm tới Word và các bạn chúng ta mở lên nha. Ở đây trên màn hình của tôi không có Word, bây giờ tôi sẽ mở Word lên này. Đó, các bạn chúng ta tìm tới phần mềm nào á mà nó có chữ VW thì các bạn chúng ta mở lên để chúng ta thực hành nha. Rồi bây giờ tôi gõ là A này, B, C. Đó. Muốn gõ phím nào trên bàn phím thì các bạn chúng ta sẽ nhập trực tiếp nha. Rồi, ví dụ như bây giờ tôi chỉ muốn là gõ một từ in hoa thôi. Đó, thì tôi sẽ kết hợp phím Shift nha. Tức là một ngón tôi sẽ giữ phím Shift và tôi sẽ bấm vào chữ mà tôi muốn viết hoa. Ví dụ như ở đây, tên người á là chữ cái đầu là viết hoa. Thì tôi sẽ viết như sau, giữ phím Shift này, gõ chữ mà chúng ta muốn viết hoa. Đó, các bạn lưu ý nha, giữ phím Shift xong bấm vào chữ mà chúng ta muốn viết hoa. Đó, Trần. Đó, giữ phím Shift. Đó, các bạn chúng ta nhớ nha, muốn viết hoa một từ thì chúng ta sẽ giữ phím Shift và bấm vào từ mà chúng ta muốn viết hoa. Đó, ví dụ như đây tôi muốn là viết hoa chữ D thì tôi sẽ nhấn giữ phím Shift và chọn vào chữ D thì nó sẽ viết hoa. Rồi, nếu mà tôi muốn là muốn viết hoa toàn bộ thì sao? Thì đây tôi sẽ bấm vào nút Cap Lock. Lưu ý nha, khi các bạn bấm vào nút Cap Lock thì đèn ở đây á nó sẽ sáng lên. Thì lúc này á các bạn có thể là viết hoa toàn bộ nha. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm vào phím Cap Lock này để tôi viết hoa toàn bộ cho các bạn xem này. Cap Lock lên này. Đó, để ý cái đèn nó sáng nha. Đó. Thì toàn bộ chữ mà tôi gõ thì nó đều là viết hoa nha. Đó, cứ viết là nó ra hoa hết. Đó, muốn tắt tính năng viết hoa á thì đây các bạn chúng ta sẽ bấm Cap Lock một lần nữa thì cái đèn ở đây nó sẽ tắt đi. Đó, bây giờ tôi sẽ tắt tính năng viết hoa nha. Đây. Bấm vào Cap Lock này. Đó, lúc này nó đã ra chữ thường rồi này. Đó. Do tính năng của Word á, chữ cái đầu tiên nó mặc định là viết hoa nên ở đây nó là hoa nha, còn các chữ cái ở đây nó là viết thường. Rồi tiếp theo ở đây Enter á, là xuống dòng. Đó, ví dụ như đây tôi viết này, bây giờ tôi muốn xuống dòng thì tôi sẽ bấm vào phím là Enter. Đó, bấm Enter này. Đó. Còn cách này, cách tức là cách ra một khoảng trống nha. Ví dụ như đây khi tôi viết này mà nó chữ nó sát nhau như thế này. Đây. Đó, bây giờ tôi muốn cách ra, tôi sẽ bấm vào cái nút dài dài này nha. Đây, bấm vào nút dài dài, cách ra một khoảng. Đó. Còn nếu như các bạn không bấm dấu cách á thì nó sẽ viết liền luôn nha. Đó, nó viết liền thế này, không đọc được nha. Rồi một lưu ý nha, đối với những phím nào á mà nó có hai ký tự, một ký tự ở trên và một ký tự ở dưới, ví dụ như đây số 2 này. Đó, nếu mà tôi bấm vào số 2 thì nó sẽ ra là số 2 này. Đây, xuống dòng, bấm Enter, nhập số 2 là số 2. Còn nếu mà tôi muốn viết ký tự ở phía trên, tức là chữ A cộng á, thì tôi phải kết hợp với phím Shift nha, giữ Shift này, bấm vào số 2 thì nó sẽ ra A cộng. Và bây giờ tôi sẽ làm mẫu này.
Shift 2 này, giữ phím Shift bấm vào số 2 thì ra A cộng. Đó, tương tự ở đây. Shift 8 là sao? Shift 5 là phần trăm. Đó, bây giờ tôi sẽ giữ phím Shift này, bấm vào số 8, đó ra sao? Shift 5 là phần trăm. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì các phím này cũng vậy nha. Những phím nào á mà nó có hai ký tự, chúng ta bấm trực tiếp thì nó sẽ ra ký tự ở dưới. Còn giữ phím Shift thì nó sẽ ra ký tự ở phía trên nha. Đây là điều lưu ý. Đó, bằng này, trừ này. Đó, các bạn có thể là gõ nha. Đó, đây là các tính năng mà các bạn chúng ta cần lưu ý. Rồi, đối với những bàn phím nào á nó có bàn phím phụ á thì các bạn chúng ta sẽ mở là num lock lên thì chúng ta mới gõ được nha. Đây, bây giờ tôi sẽ giới thiệu luôn. Bây giờ tôi sẽ mở trên giấy quét lên. Đó, bây giờ tôi sẽ mở trên giấy quét lên. Đó, bàn phím máy bàn này. Đây. Bây giờ tôi sẽ tải cái này về để tôi giới thiệu cho bạn. Đây, đối với những bàn phím nào á mà nó dài thế này, muốn sử dụng được bàn phím phụ, các bạn bấm vào phím num lock này thì cái đèn trên đây nó sẽ sáng. Còn muốn tắt đi, các bạn bấm vào num lock thì cái đèn đây nó sẽ tắt đi nha. Rồi, một lưu ý nữa nè. Để xóa đi một ký tự này. Ví dụ như ở đây, tôi muốn là xóa một ký tự đi thì tôi sẽ bấm vào nút backspace này. Đây, bây giờ tôi sẽ làm mẫu nha. Muốn xóa ký tự này thì tôi sẽ bấm là backspace. Đó, nó sẽ xóa ký tự ở bên trái nha. Rồi các bạn, chúng ta muốn xóa ký tự bên phải này. Ở đây tôi muốn xóa chữ nam này, bấm vào con chảo chuột ở đây. Sau đó bấm phím delete này. Đó, phím delete đây. Tức là phím này nó sẽ xóa ký tự bên phải. Còn phím backspace nó sẽ xóa ký tự bên trái. Rồi còn bạn muốn là xóa toàn bộ luôn, quét chọn toàn bộ này, bấm delete hoặc là backspace đều được nha. Đó, khi các bạn đã quét toàn bộ rồi, lúc này các bạn bấm nút backspace nó cũng xóa toàn bộ nha, hoặc là bấm phím delete nó cũng xóa toàn bộ luôn. Đó, nhớ nha. Còn không chọn toàn bộ á thì phím này nó sẽ xóa bên trái, còn phím này nó sẽ xóa bên phải. Còn quét chọn toàn bộ hai phím này nó đều là xóa được hết nha. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách sử dụng bàn phím máy tính dành cho người mới. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.